chia sẻ máy DC105X nha các bạn. Tại đang thu hoạch lúa 5451 nè. Tại mấy anh máy này được biết ở An Giang chạy đồng xuống Cờ Đỏ nè các lúa các bạn. Máy 105 nè. Hai chiếc này chung chủ luôn các bạn. Chủ này tới 3 chiếc nè. Chiếc 93 nè. Tại đây chiếc máy kéo đang di chuyển vô nha các bạn. Chở rất là nhiều lúa nha. Quá trời đứng luôn. Quá trời. Quá kìa cắt đầu đi. Tô bánh vậy chứ. Nó xề bánh qua bên. Cái này chở của nó là hết của nó luôn hay gì? Đó luôn, còn không ạ? Nó còn dễ không? Còn. Không dễ. Bãi tô luôn, bãi dĩa. Trời ơi, trời bỏ luôn trời. Bãi dĩa luôn rồi. Để lấy ba bè ra đi coi chứ này chứ. Trời. Quá trời cái chạy cặp với mấy anh này. Đây còn mấy len nữa các bạn ơi. Trời âm u quá.
205 chạy hai miếng cặp nhau các bạn. Rất là đẹp luôn các bạn ơi, hai chiếc mới chát nè. Máy DC93 thì cũng đang chạy gần đây, tại chạy qua các bạn mới được qua. Chiếc máy kéo hiện tại đang di chuyển vô các bạn. Đây có cái dốc rất là cao ha. Ô đi đường khác cái gì. Lên dốc rồi, ở đây. Dốc.
lên dốc rồi. Thôi con quẹt thôi.